Hi, xin chào tất cả mọi người. Có mặt trong video ngày hôm nay có là Phước Sửu, Thùy Vi. Hai chị em tụi mình là đang có mặt tại một cái dự án khá đẹp tại nhà bè, phải không chị Thùy Vi? Thì Phước Sửu muốn lấy cái cảm nhận của chị như thế nào khi mà chị lạc chân vào một cái dự án khá đẹp tại nhà bè như thế này? Thì hôm nay là Vi với Phước Sửu sẽ đưa đến cho quý khách hàng một cái việc dự án siêu phẩm của khu vực khu Nam. Trời ơi, nói là siêu phẩm chắc là nó có gì đặc biệt lắm phải không chị? Rất là đặc biệt luôn. Đặc biệt từ cảnh quan, từ tiện ích của dự án đến hiện tại là cái giá thành của dự án luôn Phước Sửu. Chính xác. Nói đến dự án này thì quy mô là 350 hecta, và dự án này chị xem Phú Mỹ Hưng thôi. Và tổng quy mô của dự án và có 3 phân khu chính luôn. Và trong phân khu thì có khá nhiều tiện ích, từ là trung tâm thương mại, tài chính, mà những cái phân khu về trường học, bệnh viện và chăm sóc sắc đẹp, tất cả toàn diện có trong khu này luôn chị Thùy Vi ạ. Hiện tại bây giờ Vi và Phước Sửu là mới chỉ là giới thiệu đến quý vị là một cái phân khu thứ nhất là River County One của dự án thôi. Tổng quy mô là tầm khoảng là 17.8 hecta, và trong đây có khoảng 350 căn, gồm là nhà phố, shop house, biệt thự và có những căn dinh thự sát bờ sông nữa chị Thùy Vi. Hiện tại giờ Vi với Sửu đang đứng tại một cái con đường ven bờ sông nha. Wow, một con đường ven bờ sông. Thì giống như Phước Sửu đang bay livecam thì mọi người nhìn thấy là một cái cung đường khá đẹp dọc theo bờ sông. Và hai bên như mọi người đang nhìn thấy thì có khá nhiều cây xanh nè Miss Vi. Và ở đây thì khá nhiều loại hoa thấp tầng và cao tầng ở Miss Vi. Khung cảnh thì cực kỳ là thơ mộng luôn. Mình giống như là lạc vào một cái xứ thần tiên vậy đó. Giống như là mình đang nghỉ dưỡng chứ không phải là ở nhà. Chính xác. Ở đây thì như khách hàng của Phước Sửu có thốt lên rằng bước vào cổng dự án là một cái khu thương mại mua bán khá sầm uất. Những cái căn shop house thì có khá nhiều cái tiện ích đang đưa vào hoạt động rồi. Nhưng mà khi mà bước chân vào cổng dự án thì wow, một cái khách sạn, một cái resort 5 sao Miss Vi. Bởi vì nó khá đẹp, khá đồng bộ, và đặc biệt là có, theo như mọi người đang Phước Sửu đang đứng lia máy bay livecam thì mọi người nhìn thấy là ở đây là cái một cái cách thiết kế là bán cổ điển. Một cái gam màu như chị Thùy Vi nói như thế nào, nó có phù hợp với khách hàng và cái style hiện tại hay không? Hiện tại là cái gam màu ở đây là mình có cái màu nâu trầm. Yeah. Nó phù hợp với cái tông sang nha. Bán cổ điển. Sang trọng. Cái màu này thì khó mà lỗ thời phong chị Thùy Vi. Đó, thì mọi người như nhìn thấy một cái gam màu khá đẹp, tôn vinh lên một cái dự án khá đẳng cấp tại nhà bè. Và đặc biệt là tại dự án này thì có 3 clubhouse lớn và 6 công viên. Đúng rồi. Nhưng mà mình lúc đầu thì mình khi mà mình dự án chưa có làm xong thì mình thấy cái sông nó cũng nhỏ. Nhưng mà hiện tại bây giờ Vi đang đứng ở đây nè, Vi được nhìn thấy cái cảnh hoàng hôn xuống nè. Nó khá là lãng mạn luôn, mà cái dòng sông của mình là nó lớn lắm nha quý vị. Chính xác, Phước Sửu sẽ liên cái máy để cho quý anh chị thấy cái dòng sông này hiền hòa như thế nào và thơ mộng như thế nào. Với quý anh chị mà khi mà sở hữu dòng sản phẩm này có nguyên một cái bến gọi là cano đi, hay gọi là gọi là du thuyền, để quý anh chị có thể là đi theo cái đường thủy nè, mình có thể là đi dọc theo tất cả cái tuyến đường mà mình thông ra sông Sài Gòn, và mình có thể đi du lịch nhiều nơi nữa. Đây cũng chính là cái điểm nổi bật mà một cái điểm mà giống như gọi là lợi thế của quận 7 trong cái việc là du lịch luôn á quý vị. Chính xác. Mình có hệ thống sông rạch ha. Đúng rồi. Nói đến nhà bè thì nói đến Sài Gòn nhà bè. Và một cái tâm điểm đầu tư khá cực kỳ là hấp dẫn cho quý anh chị. Với một cái mức giá khá hợp lý, Phước Sửu sẽ điểm qua sơ qua về những cái dòng sản phẩm và mức giá. Okay. Cái sản phẩm đầu tiên chị Thùy Vi có thể là nhấn mạnh cho quý anh chị khách hàng đó là dòng sản phẩm nào? Mình có sản phẩm shop house. Thì hiện tại bây giờ khu vực nhà bè của mình là chưa có một cái điểm mà gọi là về hạ tầng xã hội ăn uống vui chơi ăn uống. Thì khi mà cái shop house của Zaget này hình thành thì là mình sẽ có những cái cư dân họ về và họ đem những cái dịch vụ tiện ích công cộng về. Thì là nguyên một cái trục đó nó sẽ trở thành một cái tụ điểm ăn uống mới. Đúng rồi, shop house thì với diện tích là 7x18, thiết kế 1/3 lầu, và giá hiện tại đang rất là thấp, là giá rơi vào tầm khoảng hơn 20 tỷ đến khoảng 23 tỷ 24 tỷ một căn. Và dòng sản phẩm thứ hai Phước Sửu đang muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là nhà phố mặt bên trong của shop house, đó là diện tích ngang 7 dài 17, xây dựng 1/2 lầu sân thượng, và mức giá hiện tại rơi vào tầm khoảng hơn 15 tỷ đến khoảng 17 tỷ một căn.
Và những cái dòng sản phẩm tiếp theo là biệt thự song lập, có hai loại sản phẩm, đó là song lập mini là 9.5 x 17, xây dựng là một trệt hai lầu, giá rơi vào tầm khoảng hơn 20 tỷ đến là 22 tỷ một căn. Dòng sản phẩm thứ tư đó là biệt thự song lập 10 x 20, được xây dựng một trệt hai lầu sân thượng, và giá hiện tại là rơi vào tầm khoảng chỉ khoảng hơn 23 đến 25 tỷ một căn. Và những cái căn biệt thự đơn lập là 15 nhân cho 20 thì giá rơi vào tầm khoảng từ 35 đến 37. Và cái dòng sản phẩm cực kỳ hot đó là đơn lập 15 nhân cho 20 và những căn dinh thự thì giá rơi vào tầm khoảng từ 50 đến 65 tỷ một căn á Mỹ Vy. Khá nhiều sản phẩm Phương Mỹ Vy vậy? Dạ đúng rồi anh chị. Thì hiện tại giờ Vy với sổ á, thật sự là đang nắm cái khu vực này rất là nhiều sản phẩm. Và trong cái thời gian này á, là cái thời gian mà anh chị có thể là khi mà mình có nhu cầu thực tế, thì thời gian này chính là cái thời gian anh chị có thể ra tiền để xuống tiền để mà mua những cái sản phẩm. Bởi vì bên em cũng sẽ có những cái sản phẩm mà gọi là ngộp á Sử ha. Chính xác. Đó, đó là một cái cơ hội, là một cái khay để cho anh chị chốt điều và lựa chọn dự án này là một trở thành một dự án cực kỳ hợp lý. Rồi, Phước Sử và Thùy Vy xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau nha.